kinh. Kinh văn: lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật và thưa với Phật: nên gọi kinh này là gì, con và chúng sinh phải phụng trì thế nào? Giảng giải: lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật và thưa với Phật: Bồ Tát Văn Thù nêu câu hỏi, nên gọi kinh này là gì, con và chúng sinh phải phụng trì thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, phải gọi tên kinh này là gì, chúng con và các chúng sinh phải phụng trì pháp môn vô thượng này như thế nào? Kinh văn: Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, kinh này tên là Đại Phật Định Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Giảng giải: Tát Đát Đa Bát Đát La, Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, kinh này tên là Đại Phật Định Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn. Đấy là vô kiến đỉnh, từ nhục kế phóng ra hào quang báu. Tát Đát Đa Bát Đát La là đại bạch tán cái, không có gì cao cả và đáng tôn quý hơn vô thượng bảo ấn. Bảo ấn có nghĩa là vô pháp, là Đức Phật. Danh xưng đầu tiên nói đến là Chú Lăng Nghiêm cao cả, và bản kinh cũng gọi là Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Đấy là trí tuệ thanh tịnh, nhãn là mắt, tượng trưng trí huệ. Kinh văn cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cặp Thử Hội Trung Tính Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Giảng giải: cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan. Đức Phật và Ngài A Nan có quan hệ anh em chú bác. Phật đã cứu A Nan khỏi tay của Ma Đăng Già Nữ, Ngài còn cứu độ cả Tính Tỳ Kheo Ni tại hội chúng. Tính Tỳ Kheo Ni tức Ma Đăng Già Nữ, tại hội chúng nàng ấy đã đạt ngay quả vị A La Hán. Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải, cả hai cùng chứng ngộ Bồ Đề. Chính tri có nghĩa tâm sinh ra vạn pháp, biến tri là vạn pháp duy tâm, thường gọi chúng là chính biến tri. Đây là một danh hiệu Phật. Kinh văn cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Giảng giải: cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân. Đây là tên gọi khác chỉ tất cả pháp môn bí mật của Như Lai, xuất phát từ sự tu chứng liễu nghĩa của Phật, tu hành và chứng quả vị triệt để. Đấy là tên gọi khác của bản kinh này. Kinh văn cũng gọi tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Giảng giải: cũng gọi tên là Đại Phương Quảng. Đây là pháp, là đại pháp, nó biến khắp mười phương đến vô cùng tận. Diệu Liên Hoa Vương như là Kinh Lăng Nghiêm. Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú tức là Chú Lăng Nghiêm. Đà La Ni là từ Sanskrit, có nghĩa tổng trì, tổng nhiếp và chấp trì vô lượng Phật Pháp. Còn có nghĩa khác là giữ gìn ba nghiệp, thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Giữ thân không được sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tâm không tham, sân, si, miệng không nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi hoặc mắng chửi, xa lánh mười loài quỷ dữ. Kinh văn cũng gọi tên là Quán Đỉnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Giảng giải: Thủ Lăng Nghiêm, thủ là trước tiên, thứ nhất và là pháp kiên cố. Quán Đỉnh Chương Cứu tức là Chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị tụng đọc, mọi nghiệp chướng của quý vị sẽ mau chóng diệt dứt và đạt được trí tuệ. Ngài A Nan từng lên tiếng khen ngợi: Chú Đà La Ni vi diệu sâu xa, Thủ Lăng Nghiêm Vương
hiểm thấy trong đời. Mọi tưởng đảo điên, kết tập từ bao kiếp, đã tức thì tan biến, liền chứng ngộ pháp thân, không phải trải qua A Tăng kỳ vô hạn. Tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ được các Phật, Bồ Tát ngầm đến làm pháp quán đỉnh, khai đại trí tuệ. Không cần thiết phải trải qua đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng ngộ pháp thân. Chư Bồ Tát vạn hạnh, như đã trình bày trong nội dung kinh. Kinh văn, các ông nên phụng trì. Giảng giải, A Nan, ông phải nương theo pháp này mà tu tập, các ông nên phụng trì. Kinh văn, Phật nói lời ấy xong, liền khi đó, Ngài A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát Đát La, lại được nghe những tên gọi liễu nghĩa của kinh này. Giảng giải, Phật nói lời ấy xong, sau khi Phật giảng giải xong tên kinh, liền khi đó, Ngài A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn. Mọi người cùng được nghe Đức Như Lai giảng giải về mật ấn Bát Đát La. Bát Đát La là đại bạch tán cái, đấy là ý nghĩa vi diệu triệt để. Lại được nghe những tên gọi liễu nghĩa của kinh này, đấy là những danh mục có ý nghĩa đầy đủ, trọn vẹn và tối thắng. Kinh văn, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na, tâm niệm rỗng không đứng lặng. Giảng giải, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na. Thiền na có nghĩa là tỉnh lự. Liền ngộ, tức thì chứng ngộ, ngộ rất nhanh chóng. Thánh vị, địa vị thù thắng, quả vị Phật. Tại hội chúng, mọi người đều được khai sáng trí tuệ. Tâm niệm rỗng không đứng lặng, chẳng còn vọng tưởng gì trong tâm, và cùng đạt được Như Lai tạng tính, tức cảnh giới bất khả tư nghị. Kinh văn, ông đoạn trừ sáu phẩm vi tế phiền não trong tư hoặc tam giới. Giảng giải, đến khi ấy, A Nan đã chứng được quả vị thứ hai của A La Hán. Ông đoạn trừ sáu phẩm vi tế phiền não trong tư hoặc tam giới. A Nan đã dứt trừ mọi vọng tưởng, đến đây thì ông đoạn trừ sáu loại tư hoặc đầu trong tam giới. Có tất cả 81 loại tư hoặc, gồm 9 địa, dục giới, tứ thiền, tứ vô sắc. Trong tam giới, ở mỗi địa lại có 9 phẩm. Vi tế có nghĩa nhỏ nhiệm, ẩn khuất trong tự tính, rất khó nhận biết, nhưng Ngài A Nan cũng đã đoạn dứt. Ha ha ha, Bồ Tát Bồ Tát.